Trong khi nhiều bậc cha mẹ đang lo lắng về việc sẽ chăm sóc con cái thế nào, gửi con ở đâu để đảm bảo an toàn và nhất là phải tạo cho trẻ môi trường phát triển lành mạnh, một trường học ngôn ngữ lập trình cho trẻ đã vừa chính thức vận hành tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bậc làm cha mẹ đã cùng trẻ tham quan lớp học này. Bằng các trò chơi thú vị, trẻ có cơ hội phát triển tư duy khoa học ở nhiều lĩnh vực. Dựa trên những cái cảm hứng, những cái sự thích thú, trẻ sẽ bắt đầu tìm hiểu về những cái mã lệnh, những cái code, từ đó sẽ xây dựng ra một cái quy trình, từ một cái chu trình và những cái phần phương thức về logic, cảm thụ logic tốt hơn. Tiếp xúc ở đây thì cũng hy vọng rằng tương lai bé sẽ được tiếp cận được với lại những cái môn học mà bé yêu thích và sẽ có những cái định hướng tốt hơn ở trong tương lai. Hiện tại, 4 khóa học về lập trình, robot, web và vận hành Lego đã được thiết kế dành cho trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi. Ngoài ra, trẻ từ 4 tuổi vẫn có thể tham gia khám phá rất nhiều buổi học để quen dần với môi trường đến lớp. Chị Thanh Thế từ Đồng Tháp đã đưa con mình đến trường Sumato để tham gia các lớp này. Tụi em có những cái chương trình về công nghệ thế này thì chị nghĩ nó đã rất là phù hợp và kịp thời. Bởi vì 5 năm, 7 năm nữa, 10 năm nữa thì cái thế hệ trẻ như con chị mà lớn lên thì với cái sự hỗ trợ những cái chương trình, những cái lớp như thế này thì con chị nghĩ rằng sẽ vào đời tốt với những cái công việc mà dự đoán trong tương lai. Ra coding chúng ta gọi là ngôn ngữ lập trình. Thì ngôn ngữ lập trình nó cũng là một dạng ngôn ngữ và mọi người hình dung được là tất nhiên khi mà trẻ em thì đều học các ngôn ngữ khác nhau đều có thể nhanh hơn người lớn, thậm chí nhanh hơn cả người lớn. Vì vậy là chúng tôi và đặc biệt là những quốc gia phát triển họ đã khuyến khích trẻ em tiếp cận với cái ngôn ngữ lập trình từ những năm rất là sớm. Khác với phương pháp dạy học truyền thống chỉ chú trọng dạy kiến thức và các môn học cơ bản, trường ngôn ngữ lập trình Sumato đã thể hiện sự khác biệt khi thiết kế chương trình học theo phương pháp giáo dục theo nhóm STEAM hiện đại nhất hiện nay. Nhờ đó, học viên có cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu, sử dụng và làm chủ các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới, tạo hành trang kiến thức đầy đủ, bước đệm vững chắc để thế hệ trẻ Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ vào bất cứ ngành nghề nào trong tương lai.